về cái bảo hiểm sức khỏe dành cho người đến du lịch đến Canada thì uh, khi mà độ tuổi từ 75 cho đến 84 tuổi thì trước khi mua bảo hiểm sức khỏe phải trả lời những cái câu hỏi nào sau đây thì um, Medical Declaration có nghĩa là sự um, um, khai báo về mặt sức khỏe This medical declaration must be completed if you are between 75 and 84 years of age, as of the effective date of coverage, and are applying to purchase coverage for the pre existing medical condition. They, uh, that have been stable in the 180 days prior to the effective date. Coverage for any pre existing medical condition is not available if you are over 84 years of age. Um, khai báo về bệnh tật thì cái bản khai báo này nè chúng ta phải hoàn tất nếu mà chúng ta là 75 tuổi cho đến 84 tuổi ngay cái thời điểm mà chúng ta mua và có hiệu lực và chúng ta mua để mà bao luôn những cái bệnh mà mình chúng ta đã có trước đó và những cái bệnh đó nó đang trong cái tình trạng ổn định 180 ngày Trước cái ngày chúng ta Cái bảo hiểm nó có hiệu lực Thì đối với những người nào Mà trên 84 tuổi á, Thì sẽ không được quyền mua Để mà bảo vệ những cái bệnh Mà đang có à, Tức là những cái bệnh mà đang có Chúng ta sẽ thấy liệt kê Ở dưới bên này Ngoài những cái bệnh mà chúng ta liệt kê Ở dưới bên đây á, Thì ngoài ra chúng ta cũng có thể xét vào trong cái trường hợp là bệnh tìa huyết áp tiểu đường ung thư vân vân thì nếu mà chúng ta bị những cái bệnh nào sau đây mà chúng ta trong cái tình trạng ổn định 180 ngày trước khi chúng ta mua cái bảo hiểm có hiệu lực đó, thì chúng ta phải khai báo câu thứ nhất was your most recent heart bypass heart angioplasty, including stent placement or heart valve surgery more than 10 years prior to your effective date. Câu hỏi này là nó hỏi lần gần đây nhất mà chúng ta có phẫu thuật về tim mà để mà thông tim là gọi là heart bypass có nghĩa là tim nó bị thiếu máu phải dùng một cái mạch máu để mà thông cái tim để cho máu nó chảy à, để qua được cái chỗ mà bị nghẹt thì gọi là heart bypass, heart angioplasty, angioplasty là những cái thủ thuật thông tim mà nó liên quan tới mạch máu bao gồm luôn là đặt một cái stent vào trong cái mạch máu để nong cái mạch máu mạch máu của tim á, mình nong nó ra gọi là đặt cái stent để nong mạch tim cũng như là phẫu thuật van tim van tim trong tim nó có nhiều van để mà giúp tim co bóp và đẩy máu đi thì nếu mà chúng ta có những cái van tim á, mà nó bị hư mà phải đi mổ để mà thay cái van tim mà những cái phẫu thuật này mà chúng ta đã bị bị phẫu thuật đó mà đã trên 10 năm trở lại đây rồi á thì chúng ta trả lời là yes. Còn nếu mà nó mới gần đây thôi á thì chúng ta phải là no. Còn đối với những người nào mà chưa bao giờ bị fan tim thì tất nhiên chúng ta sẽ trả lời là chúng ta không có trả lời câu hỏi này, tại vì câu hỏi này nó không liên quan gì tới chúng ta hết. à Bởi vì chỉ cần chúng ta bấm Yes cho tất cả cái câu hỏi này à. thì chúng ta sẽ có thể không mua được cái bảo hiểm để bao cái bệnh tật mà chúng ta đang có rồi nếu mà chúng ta bị bệnh tiểu đường mà chúng ta bắt buộc phải uống thuốc và chúng ta có kèm theo một bệnh tim nữa đó do you have both cùng lúc hai thứ Do you have both? bạn có cùng lúc hai thứ là bệnh tiểu đường là do you have both diabetes là bệnh tiểu đường for which bệnh à. này chúng ta bắt buộc phải uống thuốc và kèm theo là một bệnh tim and a heart condition nếu mà chúng ta yes là chúng ta sẽ không được mua bảo hiểm để mà bao cái những cái bệnh chúng ta đang có và nếu mà mua thì chúng ta chỉ mua được cái bảo hiểm bao những cái bệnh sắp có tức là bệnh trước đây chưa bao giờ xảy ra ví dụ một người 84 tuổi chưa bao giờ bị cắt ruột thừa thì bây giờ vẫn mua bảo hiểm thì vẫn bao được cái bệnh là cắt ruột thừa đó. tại vì cái bệnh ruột thừa là một cái bệnh không có trước đó mình chưa bao giờ có và nó cũng gọi là một cái sự mới một cái tình trạng bệnh mới cho nên những cái câu hỏi này nó chỉ là mục đích để loại trừ ra để mà chúng ta có thể mua được cái bảo hiểm để bao những cái bệnh ví dụ tiểu đường nhưng mà tiểu đường nhẹ thôi uống thuốc nhưng mà không có kèm bệnh tim thì nó vẫn là bán cho mình đến câu thứ ba chúng ta sẽ thấy là uh, Have you ever had or are you waiting a bone marrow or organ transplant? Bạn đã từng bị hay là đang chờ để mà ghép tủy, ghép tạng hay không? Transplant có nghĩa là ghép. Ghép tủy xương và ghép tạng hay không? No. Câu thứ tư, in the past 24 months prior to your effective date, have you been diagnosed with or treated for a congestive heart failure, b a lung condition with prednisone or other oral steroid medication or home oxygen, c kidney or liver failure, d. peripheral vascular disease Trong 24 tháng trước cái ngày mà bảo hiểm có hiệu lực bạn đã từng bị chẩn đoán và điều trị cho những cái bệnh nào sau đây hay không? Bệnh thứ nhất suy tim. À, tim nó đã suy rồi. À, nó không còn hoạt động tốt như người bình thường, gọi là bệnh suy tim. Câu B một cái tình trạng bệnh phổi mà chúng ta phải sử dụng cái thuốc gọi là prednisol có nghĩa là một cái thuốc uh, kháng viêm loại nằm steroid mà đường uống ha những cái thuốc nào mà kháng viêm cái dạng steroid mà uống hoặc là phải thở oxy bằng máy à, có một cái ống một cái cái chai oxy đi theo chúng ta à, có hay không câu c là nó hỏi là chúng ta có bị suy phi rồi có nghĩa là suy gan suy thận hay không và cuối cùng là chúng ta có bị những cái bệnh liên quan tới mạch máu ngoại biên hay không mạch máu ngoại biên có nghĩa là những mạch máu nào nó xa tim ừ. những cái mạch máu nào gần tim thì không phải là cái bệnh này cái bệnh này là bệnh mạch máu xa tim có nghĩa là những người bị à, từng bị đau thắt những cái mạch ở chân hoặc là bị uh, những cái bệnh liên quan tới cái chẩn đoán này thì là nó phải người nào bị bệnh họ sẽ biết là họ có bị bệnh này hay không còn nếu mà chúng ta họ không biết mình có bị bệnh này hay không có nghĩa là mình không có bệnh tại vì bệnh này là một trong những cái bệnh này đều là những cái bệnh nặng và bác sĩ một khi họ đã chẩn đoán chúng ta bị bệnh thì là chúng ta sẽ phải biết cái bệnh đó tên gì rồi trong vòng 12 tháng trở lại In the 12 months prior to your effective date Have you been diagnosed with or been treated for A. Heart attack B. Stroke Transient ischemic attack Or mini stroke Cancer including basal or squamous cell skin cell cancer breast cancer treated only with hormone therapy internal bleeding Trong vòng 12 tháng trở lại cho đến khi mà chúng cái bảo hiểm của chúng ta bắt đầu có hiệu lực á, thì chúng ta đã từng bị những cái bệnh này hoặc là đang trị những cái bệnh này hay không? Thứ nhất là bệnh tim À, tim này là nó bị heart attack Có nghĩa là đau tim Mà đau tim này á, Là đau tim cái dạng là Chúng ta bị nhồi máu đó Như Việt Nam mình gọi là nhồi máu Còn cái stroke Stroke là sao Stroke có nghĩa là Bị tai biến mạch máu não Dù là cái stroke nhẹ Có nghĩa là Mini stroke có nghĩa là nó xém bị stroke thôi Chứ chưa có bị stroke Mà chúng ta đi vào bệnh viện xong á, Thì chúng ta tỉnh lại Và chúng ta hoàn toàn hồi phục bình thường Không có bất cứ di chứng Không bị liệt nửa người gì hết Nhưng mà chúng ta được gọi là Mini stroke Có nghĩa là một cái stroke nhỏ à, Có thể tương lai chúng ta sẽ bị stroke nghiêm trọng Đó Đó là một cái dạng thiếu máu não thoáng qua C Đó là ung thư thì trong cái dạng ung thư này á, thì nó là nó nó không có phải là tất cả ung thư đều đều nằm trong cái cái câu hỏi này hết mà nó sẽ loại trừ ra là cái gọi là ung thư tế bào da mà dạng biểu mô với lại là dạ tế bào đáy tế bào đáy và tế bào biểu mô của da thì nó sẽ được miễn cũng như là ung thư ngực nhưng mà ung thư ngực loại nhẹ chỉ cần uống thuốc hormone thôi chứ không có phải nặng đến mức mà phải đi đi mổ thì cái hai cái loại ung thư này là nằm trong hai cái loại ung thư nhẹ thì cái khả năng chết thấp, khả năng cứu chữa lành rất là cao. Cho nên nó 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 vẫn gọi là nằm trong cái nhóm không không sao, còn cái ung thư khác thì đều phải khai báo hết. Internal bleeding có nghĩa là bị chảy máu nội tạng. Ví dụ như chúng ta um, nhậu bia rượu rồi chúng ta bị um, thủng thủng ruột vân vân rồi chúng ta bị uh, chảy máu, ói ra máu thì cái đó cũng gọi là internal bleeding. Thì cái đó là có thể nằm trong cái nhóm là bảo hiểm nó sẽ không bao cho chúng ta. Cho nên tất cả những cái câu này là những cái bệnh rất nặng Và nếu chúng ta nằm trong cái nhóm bệnh nặng này Thì chúng ta có khả năng không được bảo hiểm nó bao những cái bệnh này Nó sẽ bao những cái bệnh khác Ngoại trừ những cái bệnh này thì nó sẽ bao Còn những cái bệnh nào liên quan tới cái này thì nó sẽ không bao chúng ta Đó If you answer yes to any of the questions You are not eligible to purchase coverage Pre-existing medical conditions. Nếu mà chúng ta trả lời yes cho tất cả những một trong mấy câu hỏi này thì chúng ta không được quyền mua để bao cái bệnh mà chúng ta đang có mà chúng ta chỉ được quyền mua bao cấp cứu những cái bệnh ngoại trừ cái bệnh chúng ta đang có mà thôi và khi mà cái người mua đã tuyên bố tuyên bố declare tuyên bố thì có nghĩa là người đó đã Uh, chứng nhận là họ khai đúng sự thật to the best of their knowledge rồi và những cái câu trả lời này là phải sự thật truthful complete and accurate phải đúng sự thật chính xác đầy đủ đầy đủ và chính xác truthful là đúng sự thật complete là đầy đủ accurate là chính xác và cái người mua đồng ý rằng tất cả những cái câu hỏi này nó cũng là nằm trong cái phần hợp đồng. Và bên công ty bảo hiểm nó sẽ đưa cái những cái cái điều lệ của bảo hiểm nó cũng dính vào trong những cái câu hỏi này. Cho nên khi mà chúng ta trả lời sai, mispresentation có nghĩa là chúng ta đưa câu trả lời sai hoặc là chúng ta không cung cấp đầy đủ thông tin. Failure to disclose any material fact có nghĩa là khi mà chúng ta đưa thông tin không đúng, chúng ta cố tình che đậy cái bệnh của chúng ta hoặc là chúng ta uh, khai gian dối thì nó có thể hủy cái hợp đồng. Trong đó là cái quyền của công ty bảo hiểm họ có thể hủy cái hợp đồng của chúng ta. Đó đó là những cái gì mà chúng tôi chia sẻ là cái công ty bảo hiểm mà tôi đang là người đại diện đó thì họ có cái cái bảo hiểm cho người từ 75 cho đến 84 tuổi thì phải điền cái câu này còn trên 84 tuổi là không cần điền bởi vì họ sẽ chắc chắn không bao những cái bệnh mà người đó đang có